Hello anh em, đã quay trở lại với Real Tech. Ok, thì socket AM4 nó có thể coi là một cái dòng socket mà kiểu bất tử của AMD luôn đấy anh em. Thời điểm đầu tiên ra mắt của socket AM4 là chúng ta ra mắt đâu đó vào khoảng năm 2015-2016 gì đấy. Và đến tận là năm 2024, khoảng 8-9 năm gì đấy rồi, anh em vẫn sẽ có CPU AMD socket AM4 mới. Đợt Computex vừa rồi, AMD vừa cho ra mắt đấy chính là 5800XT và cũng như đấy chính là 5900XT đúng không? Chúng ta vẫn còn CPU mới để sử dụng tiếp những dòng bo mạch chủ AM4. Nhớ lại cái thời điểm đấy chính là AMD vừa cho ra mắt dòng AMD Ryzen 1000 series đầu tiên anh em. Hồi đấy kiểu wow, đỉnh vãi trường. Hồi đấy AMD đã cho chúng ta ra mắt đấy chính là một con CPU có lượng nhân vượt trội so với cả Intel. Hồi đấy Intel mới có 4 nhân thôi thì AMD chúng ta đã có những con CPU 8 nhân rồi. Nó rất là bùng nổ và đến năm 2016-2017 gì đấy, kiểu mình bị hứng quá anh em, thành ra là mình cũng đã sắm cho mình một em AMD Ryzen đầu tiên, AMD Ryzen đầu tay luôn á, đấy chính là con 1600X. Thế với cả anh em luôn, cái hồi mới mua con 1600X về á, suốt ngày chỉ có mày mò ép xung rồi là để tối ưu hiệu năng, tối ưu nhiệt độ các kiểu thôi. Nhưng mà phải công nhận là cái hồi mà AMD Ryzen 1000 series nó mang lại cho mình rất rất là nhiều kỷ niệm. Và đến thời điểm hiện tại thì với những con bo mạch chủ xài socket AM4, anh em kiểu nếu mà cái hồi khoảng 8 năm trước anh em đã sắm cho mình một cái hệ thống PC mà kiểu xài socket AM4, và nhiều khi đến thời điểm năm 2024 này rồi á, mà một số hãng bo mạch chủ mà vẫn support update BIOS để anh em xài Ryzen 5000 series á, là không khéo bây giờ anh em vẫn đang kiểu update được CPU mới á, kiểu AM4 nó mang lại cho người dùng một cái giá trị về mặt trường tồn. Mình đánh giá đấy chính là rất rất nhiều người dùng đang rất chi mừng AMD ở cái điểm này. Và video ngày hôm nay nhân tiện đấy chính là đang có 5950X này, và cũng như đấy chính là Asrock X570 Steel Legend. Thì ok, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng anh em bàn luận làm câu chuyện đấy chính là với socket AM4, với những em AMD Ryzen 5000 series thì nó đang còn lại những cái giá trị gì ở thời điểm năm 2024 này nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây anh em. Nếu mà để nói là giá trị của socket AM4 nó còn lại gì ở năm 2024 này, chúng ta sẽ phải chia nó thành hai phần. Một, đấy chính là những cái bo mạch chủ xài socket AM4, và hai, đấy chính là những em CPU xài socket AM4. Đầu tiên đi, nhân tiện Asrock đang gửi cho mình test em đấy chính là Asrock X570 Steel Legend này á, thì mình cũng sẽ làm một video để mình sẽ chia sẻ với cả anh em về câu chuyện đấy chính là về bo mạch chủ trước. Thực tế đấy chính là em Asrock X570 Steel Legend này thì mình đã làm rất rất là nhiều video về build PC các thứ cho anh em xem rồi. Nó là một trong những cái bo mạch chủ rất là ngon. Nhưng mà ok, chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện đấy chính là cái socket AM4 trước đi. Nếu mà cùng cái thời điểm mà những con bo mạch chủ AM4 được ra mắt là khoảng tầm năm 2016 á, thì anh em sẽ thấy đấy chính là với những cái bo mạch chủ của Intel chúng ta có những cái bo mạch chủ kiểu B150, B250 rồi là bo mạch chủ Z170, Z270 các thứ á. Anh em thử nhìn lại nhá, đấy chính là những cái bo mạch chủ thời điểm đấy, và nhìn lại những cái bo mạch chủ xài socket AM4 thời điểm hiện tại, thì anh em thấy đấy chính là có một cái sự khác biệt về những cái option ăn chơi rất là nhiều luôn á. Anh em nhìn nhá, với một em Asrock X570 Steel Legend như này, thời điểm hiện tại thì mức giá của nó đã rẻ hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Ngày xưa thì đúng là bo mạch chủ X570 hay là B50 cái thứ mức giá của nó rất là cao, nhưng bây giờ thì mình thấy nó đã hợp lý hơn rất là nhiều rồi. Với em Steel Legend này nó có mức giá khoảng tầm đâu khoảng tầm 4 triệu mấy, là một cái mức giá mà kiểu nó cũng chỉ nhỉnh hơn những cái bo mạch chủ mà B760 của Intel một xíu thôi á. Đấy, mức giá nó rất là rẻ với một cái mức giá hợp lý như thế. Nhưng mà bởi vì X570 nó là dòng flagship một thời anh em, thành ra là những cái option ăn chơi ở bên trên nó vẫn đang rất là nhiều. Ngày xưa 2016 làm gì có PCI Express 4.0 đúng không? Thì đây, PCI Express 4.0, cả SSD và cũng như đấy chính là cả khe PCI này nó đều là PCI Express 4.0. Anh em cắm SSD PCI 4 vẫn ok, anh em cắm những con cạc đoạn PCI 4 vẫn cực kỳ ngon ở thời điểm hiện tại luôn. Rồi anh em còn gì nữa? Anh em còn cả M2 Wi-Fi, anh em còn cả một đống khe SSD M2 ở bên trên main. Rồi anh em còn RAM cũng là một điểm mà X570 cũng sẽ là một điểm cộng so với cả những cái bo mạch chủ mà thời điểm ra mắt mà khoảng vài năm trước như thế á. Đấy chính là nếu mà ngày xưa với 4 khe RAM anh em sẽ chỉ support đấy chính là 64GB RAM, thì bây giờ với X570 anh em với 4 khe RAM anh em hoàn toàn có thể cắm 128GB RAM và nó vẫn sẽ hỗ trợ cho anh em. Đấy, nó vẫn chạy rất là tốt luôn. Chưa kể nữa đấy chính là những cái cổng kết nối ở đằng sau cái phần back IO của con bo mạch chủ á, anh em cũng sẽ thấy đấy chính là chúng ta có USB 3.2 Gen 2 dạng Type-C. Đấy,
nếu mà những cái bom mà chủ Intel ngày xưa, anh em sẽ rất là khó để tìm được những cái cổng USB mà C mà tốc độ cao như thế này. Thường nó sẽ là kiểu USB 3.0, 3.1 mà Gen 1 các thứ thôi. Thì đây chúng ta có USB 3.2 Gen 2, chúng ta vừa có tốc độ cao, chúng ta vừa có form USB Type-C. Nó là một cái điểm cộng rất lớn về mặt option ăn chơi cho anh em, đúng không? LAN thì là LAN Gigabit này, cổng USB A thì bởi vì nó là X570 mà. X570 nó có lợi hơn so với cả những bom chủ như là B760 hay là B550 hay là những bom chủ dòng B á. Đấy chính là nó có rất là nhiều băng thông cho cổng USB. Như ở đây anh em có 1 2 3 4 5 6 7 cổng USB A. Anh em cắm tha hồ luôn anh em. Đó. Với dàn phây của em Asus X570 này á, thì nó sẽ xài một dàn phây, đấy chính là 10 phây cấp điện cho CPU. Với con bom chủ này, ngày xưa mình đã làm rất nhiều video build PC với cả anh em rồi. Anh em cắm Ryzen 9 5950X này vào á, 16 nhân á, mà nếu mà anh em kích hoạt PBO của nó lên, nó ăn đâu đó khoảng tầm là 200W, thì em bom chủ này nó vẫn cân tốt cái con CPU đấy cho anh em. Mà phần nhiệt độ của VRM nó cũng sẽ không quá nóng đâu. Nếu mà anh em xem lại có một số video mình đánh giá một số con X570 khác của Asus, ví dụ như là con Riptide này, hay là một số con định vị mà kiểu cũng ngang ngang hàng con Steel Legend này á, thì nó cũng cân rất là tốt bom em CPU để chính là Ryzen 9 5950X. Thì không có việc gì mà em bom chủ này nó không cân được 5950X cả anh em. Mà chưa kể đấy chính là với em Ryzen 9 5900XT mới được ra mắt ở Computex, thì nó cũng chỉ có là 16 nhân, tương đương với cả em 5950X này thôi. Thành ra anh em có nâng cấp lên những con CPU A14 mới nhất, khủng nhất hiện tại, thì em bom chủ này nó vẫn sẽ hỗ trợ cho anh em. Cái giá trị lâu dài của những cái bom chủ X570, những cái bom chủ xài socket A14 ấy, nó mang cái giá trị trường tồn nó rất là tốt anh em. Mà em Asus X570 Steel Legend này á, nó là form ATX anh em thấy không? Nó là một cái form rất là to. Bây giờ nếu mà anh em build những cái bom chủ mà tầm giá đâu đó khoảng tầm là 4 triệu mấy, mà ở bên đội Intel anh em mua kiểu Z690 hay là kiểu B760 hay là Z790 các thứ á, mà cái tầm giá 4 triệu mấy đấy á, 4 triệu mấy thì chắc chắn là anh em không mua được Z790 các thứ ngon rồi. Z690 thì lựa thì cũng vài một vài con ổn, mà B760 á thì anh em sẽ xài để chơi form MATX. Thì em này, chúng ta vừa có một cái bom chủ ngon, chúng ta vừa có một cái form ATX lắp vào cây, chắc chắn là nó sẽ đầy đặn hơn so với cả MATX, nó rất là nhiều luôn á. Ok, vừa rồi là một vài thứ mà mình sẽ chia sẻ với cả anh em về câu chuyện đấy chính là bo mạch chủ xài socket A14 ở thời điểm hiện tại nó mang nhiều giá trị về mặt lợi thế hơn là so với những cái bo mạch chủ Intel hay là những cái dòng bo mạch chủ mới ở thời điểm hiện tại. Bởi vì dù sao á, thì nó cũng là flagship một thời. Quay trở lại với câu chuyện về CPU đi. CPU xài socket A14 ở thời điểm hiện tại nó còn lại gì? Bây giờ nếu mà anh em nhìn những con CPU socket A14 mà nó vẫn đang được bán mới và chính hãng ở trên thị trường á, thì anh em có thể tìm được những cái em AMD Ryzen 5000 series kiểu 5600X, 5600G, rồi là 5900X, 5950X các thứ, như là em 5950X mình đang cầm ở đây để cắm test con này á, thì những em CPU đấy nó vẫn được bán mới. Nhưng mà mình nhận thấy một câu chuyện như thế này, đấy chính là nếu mà anh em so sánh giá ở CPU ở trên thị trường hiện tại á, thì nó đang bị hơi bị, nó bị chồng chéo vào nhau á anh em. Như kiểu là trong phân khúc giá của em Ryzen 5 5600X đi, nếu mà anh em so sánh, bình thường là anh em sẽ so sánh với cả 12400F đúng không? Nhưng mà bây giờ con 12400F nó bị một cái, đấy chính là hàng xách tay, và cũng như đấy chính là cái hàng nhập khẩu, rồi là hàng tray các thứ của nó rất là nhiều á. Thành ra là cái mức giá của con 12400F nó rẻ hơn con 5600X rất là nhiều. Nhưng nếu mà so sánh ngang giá, so sánh cùng là một sản phẩm chính hãng, thì mức giá của con 5600X và mức giá của con 12400F thì nó cũng chả chênh lệch gì nhau cả. Thì bây giờ anh em sẽ build PC như thế nào? Rồi ok, với em Ryzen 9 5950X này hay sao? Em này đang có mức giá chính hãng ở thời điểm hiện tại luôn, mà giá anh em build PC ấy, thì nó sẽ có giá đâu đó loanh quanh vào khoảng là 8 triệu. Nếu mà so với cả hàng xách tay của Intel ấy, thì nó sẽ có mức giá cũng 8 triệu, thì anh em sẽ có thể mua được em như kiểu là Intel Core 7 13700K. Đấy. Nhưng mà nếu mà anh em so với cả hàng chính hãng á, thì anh em sẽ chỉ mua được đâu đó vào khoảng là em 13600K thôi. Thì câu chuyện bây giờ nó là anh em chọn hàng chính hãng hay là anh em chọn hàng xách tay. Và mỗi sự lựa chọn như thế thì mỗi bên nó sẽ có những lợi thế khác nhau. Nhưng mà ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ lấy câu chuyện so sánh ở đây, đấy chính là giữa những con CPU chính hãng với nhau thôi. Thì cái góc nhìn thì anh em sẽ thấy đấy chính là AMD đang có lợi thế hơn Intel. Với mức giá chính hãng của những em CPU AMD Ryzen thời điểm hiện tại á, nếu mà xét về mặt hiệu năng đơn nhân á,
thì nó không tốt bằng Intel đâu. Mình chắc chắn với cả anh em, đấy chính là những em Intel mà thế hệ thứ 12, 13, 14 ở thời điểm hiện tại thì nó có một cái hiệu năng đơn nhân tốt hơn khá là nhiều so với cái AMD Ryzen 5000 series. Nhưng mà Ryzen 5000 series ví dụ như là em 595X này, nó vẫn đang có một cái giá trị về mặt hiệu năng đa nhân rất là tốt, bởi vì nó là 16 nhân thực. 16 nhân này là 16 nhân to và chúng ta có 36 luồng xử lý. Thế nên với nhiều anh em làm 3D ấy, thì với AMD Ryzen 5000 series, hay là cụ thể hơn ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có đến chiếc AMD Ryzen 9 595X. Nó vẫn đang còn một số giá trị nhất định cho nhiều anh em. Thực ra thì nó sẽ là còn nhiều giá trị nhất định để dành cho anh em luôn á. Thế nên với những anh em nào mà đang render bằng CPU cụ thể hơn thì anh em sẽ render trong V-Ray, hay là anh em render bằng Corona, hay là anh em render bằng Keyshot các thứ á, thì đây, anh em nên cân nhắc nhá. Chỉ có điều đấy chính là hiện đang chơi game của nó sẽ kém hơn là so với cả là những em Intel mà thôi. Cái này thì anh em sẽ đánh đổi, một là anh em sẽ chọn hiệu năng render tốt, hai là anh em chọn hiệu năng chơi game tốt, thì cái này sẽ là tùy vào lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà khi mà chúng ta xét đấy chính là tổng thể trong cùng một cái mức hiệu năng, trong cùng một cái tầm giá, thì khi mà mình đánh giá đấy chính là với một combo AMD Ryzen 5000 series ấy, thì anh em sẽ có một cái mức giá dễ chịu hơn. Nó dễ chịu hơn đến từ nhiều yếu tố. Một, đây chính là những cái bo máy chủ A14, ví dụ như là em X570 Steel Legend như thế này á, thì nó có một cái mức giá dễ chịu hơn là so với cả những bo máy chủ Intel ở thời điểm hiện tại nó rất là nhiều. Ví dụ nhá, như em Steel Legend này nó đang có mức giá vào khoảng là 4 triệu mấy đúng không? Thì với tầm giá 4 triệu mấy đấy, anh em nếu mà chọn Z690 thì gần như là không có, Z790 chắc chắn là không có dòng ngon rồi. Nếu mà Z690 dòng ổn ổn á thì nó cũng phải đâu đó vào khoảng là hơn 5 triệu, có nghĩa là nó cũng phải đắt hơn em này đâu đó vào khoảng là tầm 1 triệu rồi. Thì cái này là anh em cái mà anh em sẽ phải tự cân đối. Rồi là giá CPU, nếu mà so sánh chính hãng với cả nhau á thì mình thấy là giá CPU nó cứ cho nó là the same đi, bởi vì có một số người sẽ thích so sánh kiểu chính hãng sách tay các thứ, thì mình cứ cho nó giá CPU nó là the same với nhau. Rồi với những con bo máy chủ X570 hay là B550 các thứ thì anh em vẫn sẽ xài được RAM DDR4, thì nó cũng sẽ là một cái sự tiết kiệm so với cả RAM DDR5 ở thời điểm hiện tại. Rồi với những em CPU xài socket A14 như kiểu là ví dụ như là Ryzen 5000 series ấy, nó sẽ mát hơn là so với cả những em CPU đến từ Intel. Thành ra là anh em cũng sẽ đỡ cái gánh nặng về mặt tản nhiệt đi. Ví dụ như là em 595X này, nó nếu mà anh em có bật PBO lên á thì nó sẽ ăn đâu đó vào khoảng tầm 200W, thì nó vẫn sẽ mát mẻ hơn so với là con Intel Core 7 13700K. Con 13700K nó phải ăn khoảng là tầm 235W gì đấy, thì anh em sẽ giảm bớt cái gánh nặng về mặt tản nhiệt. Anh em có thể chọn những con tản nhiệt có mức giá nó thấp hơn, rồi là anh em cũng sẽ giảm cái gánh nặng về mặt nguồn của bộ PC. Đấy, thì nó cũng sẽ giảm bớt một chút về mặt giá thành so với mặt tổng thể. Thì giá của một bộ PC xài AMD mà xài socket A14 thì hiện tại thì mình đánh giá đấy chính là nó khá là kinh tế cho người dùng. Cái này thì sẽ tùy vào mọi người và cách nhìn nhận của mọi người thôi. Thực tế đấy chính là nếu mà anh em đang muốn tối ưu về mặt tầm giá chính hãng thì đồng ý là AMD nó đang khá là tốt. Nhưng mà ở một số khía cạnh về mặt hiệu năng gì đấy thì nhiều khi Intel nó vẫn sẽ nhỉnh hơn. Cái này sẽ là tùy vào sự lựa chọn của mỗi người thôi. Ok, ý kiến anh em như nào? Hãy comment phía dưới và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek. Và sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.